Thưa quý vị, trước tình hình nhiều siêu thị, nhất là siêu thị Bixi đòi tăng thêm chiết khấu trong các hợp đồng mới thời gian sắp tới, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, Hiệp hội đang tập hợp các kiến nghị của doanh nghiệp về việc đề nghị không tăng thêm mức chiết khấu nói trên. Theo đại diện VASEP đề nghị không tăng thêm chiết khấu trong các hợp đồng giữa các doanh nghiệp thủy sản với siêu thị được gửi đến ban lãnh đạo hệ thống siêu thị Big C, đơn vị đưa ra mức tăng cao nhất với từ 4,3 đến 5,5%. Với mức tăng chiết khấu này, siêu thị sẽ nhận chiết khấu khoảng 17 đến 25%. Hầu hết các doanh nghiệp cho rằng trong tình hình sản xuất kinh doanh đang khó khăn như hiện nay, tổng mức chiết khấu 10% là đã quá sức với họ. Do vậy, việc các siêu thị đề nghị tăng thêm chiết khấu và tăng với mức cao là không thể. Bên cạnh đề nghị không tăng chiết khấu, các doanh nghiệp thủy sản cũng yêu cầu điều chỉnh giảm tổng mức chiết khấu xuống dưới 15%.